Chào anh chị em, trong video số 86 hôm nay vào ngày thứ sáu đầu tháng 6, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta tìm hiểu biểu tượng lời nguyền rủa bị xóa bỏ bởi sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa. Trước hết chúng ta đọc sách Sáng Thế chương 3 câu 14 đến 15. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Cầu mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật. Trong tiếng Hebrew là Asitazot, Aru, Atta, Mikan, Habemeha. Trong đó, chữ bị nguyền rủa là Aru, ở thể bị động, gồm có ký tự Aleph vị trí thứ nhất, rồi đến Resh, trí thứ 20, đến Vav như cây gậy nhỏ, thứ 6, và Resh lần nữa. Trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, có nói đến phần các nghĩa của Thánh Kinh như sau. Theo một truyền thống cổ xưa, có thể phân biệt hai nghĩa của Thánh Kinh, nghĩa văn tự và nghĩa thiêng liêng. Nghĩa thiêng liêng lại được chia thành nghĩa ẩn dụ, nghĩa luân lý và nghĩa dẫn đường. Thứ nhất là nghĩa văn tự, định nghĩa. Đây là nghĩa được các lời của Thánh Kinh nói lên và được khoa chú giải nhận ra dựa trên những quy tắc giải thích đúng đắn. Nếu áp dụng, chúng ta có nghĩa văn tự như sau. Trong vườn địa đàng chỉ có con rắn là bị Thiên Chúa nguyền rủa. Hai câu kinh thánh này nói lên hình phạt và thân phận của con rắn. Nó phải ăn bụi đất thay vì ăn cỏ như mọi loài dã thú khác. Nhắm đến con rắn theo sự quan sát bình dân trong cuộc sống. Tuy nhiên con rắn ở đây cũng ám chỉ các mãnh lực thù địch với Thiên Chúa, tức là ma quỷ hoặc Satan. Thứ hai, nghĩa thiêng liêng, định nghĩa. Vì tính thống nhất của kế hoạch của Thiên Chúa, không những bản văn Thánh Kinh mà cả những sự việc và biến cố được bản văn nói tới đều có thể là những dấu chỉ. Nghĩa thiêng liêng lại chia thành ba nghĩa nhỏ. Thứ nhất là nghĩa ẩn dụ. Chúng ta có thể hiểu biết các biến cố một cách sâu xa hơn khi nhận ra ý nghĩa của chúng trong Đức Kitô. Ví dụ, cuộc vượt qua biển đỏ là dấu chỉ của chiến thắng của Đức Kitô, và do đó cũng là dấu chỉ của bí tích rửa tội. Nếu áp dụng, chúng ta có nghĩa ẩn dụ như sau. Đối với những ai tin vào Chúa Giêsu thì không còn phải chịu lời nguyền rủa nào nữa. Như Thánh Phaolô đã viết trong thư Galat chương 3 câu 13 như sau: Đức Kitô đã chuộc chúng ta khỏi bị nguyền rủa vì lề luật, khi vì chúng ta chính người đã trở nên đồ bị nguyền rủa. Vì có lời chép: đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ. Thứ hai, nghĩa luân lý. Các biến cố được Thánh Kinh thuật lại phải dẫn đưa chúng ta đến hành động chính trực. Như lời Thánh Phaolô đã dạy, các biến cố đó được viết ra để răn dạy chúng ta. Nếu áp dụng, chúng ta có nghĩa luân lý như sau. Các tín hữu được khích lệ sống tin tưởng vâng nghe lời Thiên Chúa, ngõ hầu được lãnh phần phúc lộc là hạnh phúc đời đời đã được dọn sẵn cho những người con của Thiên Chúa. Và sau cùng là nghĩa dẫn đường. Chúng ta cũng có thể nhìn các sự việc và các biến cố trong ý nghĩa vĩnh cửu của chúng, theo nghĩa chúng dẫn đưa chúng ta về quê trời. Ví dụ, hội thánh nơi trần thế là dấu chỉ Jerusalem Thiên Quốc. Nếu áp dụng, chúng ta có nghĩa dẫn đường như sau. Lời nguyền rủa trong vườn địa đàng câu 14 được nối liền sau đó với lời hứa cứu độ câu 15 là hình ảnh báo trước ngày mà mọi lời nguyền rủa sẽ bị xóa sạch khỏi vườn thượng uyển trên thiên đàng, như được nói đến trong sách Khải Huyền chương 22 câu 3 đến 4 như sau: sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa. Ngai của Thiên Chúa và của con chiên sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ người sẽ thờ phượng người. Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan người và thánh danh người ghi trên trán họ.
Kính thưa anh chị em, như vậy nếu vườn địa đàng xưa kia là nơi con người đã lãnh phán quyết của Thiên Chúa cho số phận của mình, thì trái lại ở vườn địa đàng mới hay vườn thượng uyển của Chúa sẽ chẳng bao giờ có phán quyết phá hủy hay những điều cấm đoán. Nếu Adam thứ nhất đã phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, thì Adam thứ hai là Chúa Giêsu trên thánh giá đã chấp nhận để cho thánh tâm của người bị lưỡi đồng đâm thấu qua. Ngõ hầu dẫn đưa các tín hữu từ trần gian này ngang qua bí tích thánh tẩy và thánh thể, là hai bí tích phát xuất từ máu và nước chảy ra từ thánh tâm, tiến vào thiên đàng với người. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho thế giới, mỗi gia đình và mỗi người chúng ta ơn bình an và ban hòa bình cho dân tộc Ukraine. Xin cảm ơn anh chị em.